thế giới không thể vận hành nếu thiếu ngành xã hội và nhân văn. Vậy ngành xã hội nhân văn có gì? Phát triển sự nghiệp trong ngành này ra sao? Khoa học xã hội giải quyết những vấn đề gì cho con người? Tất cả đã có trong Người trong môn nghề, ngành xã hội và nhân văn có gì? Đặt mua sách ngay tại nhà sách Spyroom. Xin chào, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Spyroom và đây là bài viết Mùa nhảy việc từ tác giả Entech. Còn mình là Andy. Người ta vẫn thường nghĩ rằng chỉ có thời tiết thì mới có mùa, xuân, hạ, thu, đông hay có những mùa đặc trưng mà con người lại suy ra từ những mùa thời tiết như vậy, như mùa vụ hay mùa cưới. Chớ trêu thay, những người làm công ăn lương như chúng ta lại cũng có những cái tên mà đáng phải suy nghĩ hàng năm, đó chính là mùa nhảy việc. Ngày xưa, thời bố mẹ chúng ta luôn nghĩ rằng làm nhà nước là ổn định, có những gia đình bắt con phải học vào quân đội hay là công an bằng được chỉ vì hai từ này. Ổn định, một cụm từ tưởng rằng mơ ước giản dị của một tập người không nhỏ, nhưng có khi lại tốn hàng mớ tiền để chạy trọt vào cơ quan nhà nước hay là vào biên chế để rồi đổi lấy mức lương leo teo kia. Hay họ hy vọng rằng vào đó sẽ có những đồng lậu bên cạnh cái gọi là mức lương cơ bản. Với mình thì mình đã nói lên suy nghĩ rất chi tiết ở bài viết này rồi. Ổn định không phải là làm mãi ở một nơi, mà là đi đâu cũng làm được. Quay trở lại với bài viết hôm nay thì mình sẽ phân tích thử tại sao nhảy việc cũng được tính như một mùa vậy. Nếu bạn vẫn có suy nghĩ ổn định thì có lẽ là bài viết này không dành cho bạn. Và nếu bạn là nhà tuyển dụng hay là sếp của một công ty nào đó, muốn giữ chân nhân tài thì có thể bạn cũng nên chú ý những khía cạnh mà mình đánh giá là nỗi lòng chung của anh em làm công ăn lương. Đầu tiên thì mình xin đính chính là không phải chỉ có thời điểm này khi khủng hoảng dịch bệnh khiến nhiều người có suy nghĩ đến việc nhảy việc hay không, mà từ xưa đến nay vốn đã tồn tại những suy nghĩ nhảy việc theo đợt và nó cũng được thống kê tại rất nhiều nguồn. Trên VietnamWorks có thống kê một số tháng mà nhân viên nhảy việc như sau: tháng 1 đến tháng 2, nên cân nhắc chuyển việc trong 2 tháng đầu năm. Tháng 3, tháng 4, tháng 5, thời điểm chuyển việc hợp lý nhất. Tháng 6, tháng 7, tháng 8, không nên chuyển việc trong 3 tháng này. Và tháng 9, tháng 10, cơ hội chuyển việc khá tốt. Cuối cùng tháng 11, 12, đừng dại mà chuyển việc vào 2 tháng cuối năm. Bạn thấy đó, theo VietnamWorks đánh giá thì có 2 thời điểm nhảy việc ổn nhất, đó là sau Tết và khoảng tháng 9, tháng 10. Vì sao lại vậy? Đầu tiên thì mình phải nói đến lý do nhảy việc đã. Không phải tự nhiên mọi thứ đều tốt mà một nhân viên lại suy nghĩ đến chuyện nhảy việc. Thứ nhất, lương thưởng chính là chìa khóa đầu tiên để một nhân viên đưa ra quyết định. Đủ sống, đủ tồn tại, mọi thứ được trả công xứng đáng với những gì họ cống hiến thì có lẽ họ đã không dao động trong suy nghĩ. Vẫn biết là phải hiểu cho công ty, phải từ từ chứng minh năng lực. Nhưng mọi thứ là win-win, họ bán sức lao động kể cả về mặt trí óc hay tay chân thì họ cũng xứng đáng được hưởng những gì họ tạo ra. Một nhân viên có thể nhẫn nại cống hiến cho công ty từ 1 đến 2 năm, nhưng có lẽ họ sẽ đặt câu hỏi cho những năm sau đó nếu như mức thu nhập không cân xứng với những gì họ đóng góp. Tất nhiên chúng ta khó có thể đưa ra đánh giá cá nhân của mình vào bất kỳ một trường hợp cụ thể nào. Công ty có thể cảm thấy mức lương đó là phù hợp với khối lượng công việc, nhưng nhân viên thì không. Hoặc có thể với người này thì mức lương này là không đủ sống, nhưng với người khác thì nó thừa chi tiêu cho cuộc sống. Nói tóm lại, tất cả dựa trên sự thỏa thuận và hài lòng từ phía nhân viên và từ phía công ty. Nhân viên bán sức lao động, chất xám của mình cho công ty và nhận về thù lao tương xứng với mong muốn của họ. Nếu cả hai không đạt tiếng nói chung thì đó là lý do đầu tiên họ muốn nghỉ việc. Thứ hai là nhân viên không còn thấy cơ hội phát triển thêm nữa. Con đường phía trước sao mịt mờ và tăm tối. Điều này thì họ thường quan sát ở những nhân viên kỳ cựu trong công ty hay mức độ tiềm năng phát triển của công ty có hay không. Jack Hưng nói một điều mà mình thấy khá đúng, đó là không phải chỉ mỗi lương là giữ chân được nhân viên. Nhất là trong những giai đoạn nền kinh tế khó khăn, các doanh nghiệp không cho thấy được tầm nhìn, đường hướng phát triển hay năng lực của người đứng đầu, thì khả năng nhân sự rời bỏ công ty là hoàn toàn có thể, cho dù mức lương với họ là hấp dẫn. Đơn giản họ không thể đánh cược tương lai lâu dài của mình để lấy một khoản tiền trong ngắn hạn. Đó là góc độ doanh nghiệp. Còn ở góc độ cá nhân, đôi khi làm một công việc mang tính chất nhàm chán, lặp đi lặp lại, cơ hội gia tăng thu nhập không cao và đặc biệt là khả năng trau dồi thêm kỹ năng, kiến thức không có, cũng là một lý do khiến nhân viên rời bỏ công ty. Tóm lại, ngoài lương, nhân viên còn cần nhìn được sự phát triển của công ty và cả chính bản thân mình trong môi trường làm việc. Thứ ba là văn hóa làm việc trong công ty, sự hòa đồng, thân thiện của sếp, của đồng nghiệp. Đôi khi văn hóa công ty sẽ thay đổi khi cơ quan đầu não của công ty định hướng thay đổi quá nhanh, hay đơn giản là ông sếp bị thay, sếp mới thì không được như người cũ, rồi dự án quá chán nản, đồng nghiệp khó làm việc chung.
Có một sự thực là chúng ta dành 8 tiếng một ngày, tương đương với 1/3 thời gian một ngày ở nơi làm việc. Chính vì vậy, nơi đây không chỉ đơn thuần là nơi làm việc, mà còn là nơi chúng ta sống 1/3 cuộc đời. Ngoài làm việc, chúng ta cũng cần tương tác, cần trao đổi, cần có được niềm vui, cần những người bạn và cần cả những sự quan tâm chia sẻ. Chính vì vậy, văn hóa doanh nghiệp cũng là một yếu tố quan trọng quyết định tới tư tưởng của nhân sự. Và đây cũng là một trong những lý do mà khiến cho nhân viên không còn thấy phù hợp để ở lại nữa. Khi biết nguyên nhân của những suy nghĩ nhảy việc rồi thì cùng mình đánh giá thử xem những chiêu bài của nhân sự để có thể giữ chân nhân viên nhé. Ngoài những giải pháp để khắc phục tận gốc 3 nguyên nhân trên, thì nhân sự thường có những thủ thuật riêng vì đơn giản, giải pháp cho 3 vấn đề trên không phải một sớm một chiều và tốn khá nhiều chi phí. Dù sao, công ty cũng phải nghĩ làm sao để có lợi cho mình, ai cũng vậy mà thôi. Phòng nhân sự thì có những thủ thuật riêng nhưng mình thấy có một số giải pháp mà họ thường đưa ra ảnh hưởng đến suy nghĩ và thời gian nhảy việc. Thứ nhất, chuyển bộ phận hay dự án cho nhân viên đó, giúp họ thay đổi không khí và môi trường nhỏ xung quanh họ. Thứ hai, thăng chức, lên level, sub level vị trí của nhân viên có năng lực. Thứ ba, giảm thưởng của nhân viên đó. Có lẽ đây là nguyên nhân chính ảnh hưởng đến thời gian nhảy việc bên trên. Ví dụ như thưởng Tết sẽ nhận vào tháng 2, sau Tết sau khi nhận thưởng thì những nhân viên có suy nghĩ nhảy sẽ có sự cân nhắc cao. Hay thưởng dự án sẽ vào giữa năm, tháng 5, tháng 6 và review tăng lương sẽ vào tháng 8. Cứ sau những đợt đó khả năng nhảy việc sẽ tăng cao vì họ không có được những sự kỳ vọng mà họ phải chờ đợi ở khoảng thời gian trước đó. Thứ tư là thưởng treo. Ngoài thưởng chung cho phần đông nhân viên ra thì để giữ chân được những người giỏi, họ sẽ treo một khoản thưởng kiểu như làm đủ 3 hoặc 5 năm xuất sắc sẽ nhận được một khoản tiền thưởng nào đó. Thứ năm là hỗ trợ kèm điều kiện. Một số công ty sẽ có những danh mục cho nhân viên đi học, được đào tạo hay hỗ trợ mua nhà, vay vốn này kia, kèm theo điều khoản phải làm tối thiểu bao nhiêu năm cho công ty. Đây cũng là một cách giữ chân thường thấy. Khi hiểu được những cách thức giữ chân nhân viên, mình thấy rằng điểm chung là họ sẽ nhắm tới những người có thực lực. Vậy nên, để có được quyền tự quyết mà không phải đắn đo bất kỳ điều gì khi muốn nhảy việc, đơn giản bạn phải tạo nên giá trị của bản thân mình trước đã. Khiến mình đáng tiền sẽ là một từ khóa mà bạn phải lưu tâm. Còn đối với bản thân mình thì mình sẽ tự đặt cho mình 3 câu hỏi trước khi suy nghĩ đến việc nhảy việc. Thứ nhất, giá trị của bản thân có còn được ghi nhận, tức là mức lương thưởng có đáng với những gì mình bỏ ra hay không. Thứ hai, sự tự tin của bản thân có đang dần tan biến, tức là môi trường làm việc có đang bị ảnh hưởng, mình có đang rơi vào vùng an toàn của bản thân hay không. Thứ ba là nếu ngày mai được offer vào đúng vị trí của sếp bạn thì bạn có sẵn sàng, tức là cơ hội phát triển và khả năng đáp ứng được với cơ hội đó có hay không. Sau khi trả lời 3 câu hỏi này, mình sẽ cân nhắc và lên kế hoạch. Với bản thân mình thì trước khi quyết định, mình thường để ra một khoản tiền để có thể thất nghiệp vài tháng mà mọi thứ không vấn đề gì. Lúc đó, sự tự tin khi nhảy việc sẽ cao hơn và bạn cũng có thể tự tin lựa chọn công việc mới kỹ lưỡng hơn. Đừng để cơm áo gạo tiền ảnh hưởng đến quyết định của bạn đi làm công ty mới được 1-2 tháng rồi nghỉ. Như vậy cũng không hay cho cả bạn và công ty mới. Trên đây là những chia sẻ của bản thân về cái được gọi là mùa nhảy việc. Hy vọng góc nhìn của mình có thể giúp các bạn có thêm được những lý do và câu hỏi tự vấn trước khi quyết định. Bài viết này có chút bóc mẽ phòng nhân sự một chút, nên mong rằng mấy chị nhân sự công ty mình giơ cao đánh khẽ lượng thứ nhé. Hy vọng các bạn sẽ thích video lần này. Đừng quên like, share và subscribe ủng hộ chúng mình. Và nếu các bạn thích những nội dung như trên thì hãy đăng nhập vào spyroom.com để tìm đọc thêm. Mình là Andy, xin chào và hẹn gặp lại!